Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn bao trùm gia đình ông Trần Văn Chính tại thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hôm ấy, khoảng 22 giờ, trên đường đi học lớp nấu ăn về nhà, anh Trần Văn Chiến điều khiển xe máy đã đâm vào một chiếc container dừng đột ngột tại cầu Vành Đai, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Chỉ trong tích tắc, vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của anh Trần Văn Chiến. Đứng trước di ảnh của anh Trần Văn Chiến, nhìn nụ cười tươi và những vật dụng còn lại của anh, người thân trong gia đình dường như chưa thể tin anh Chiến không còn nữa. Nỗi đau mất đi người con hiếu thảo, người cháu biết lo toan cho hai họ nội ngoại sẽ chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai. Cú sốc vì mất con trai khiến ông Trần Văn Chính choáng váng, suy sụp tinh thần. Không nỗi đau nào bằng nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhớ lại những giây phút lo hậu sự cho con, ông Trần Văn Chính gắng gượng, kìm nén cảm xúc. Nhưng khuôn mặt khắc khổ của người cha mất con cũng chẳng thể che giấu được nỗi đau đớn giằng xé. Trong nhà, anh ba thân với bé Tư nhất. Giờ đây, mỗi lần nằm mơ thấy anh ba về, anh ba nhắn nhủ bé Tư chăm chỉ học hành là bé Tư lại bật khóc. Nhớ anh ba, thương anh ba nhiều lắm. Kể lại giây phút cháu trai ra đi vĩnh viễn vì tai nạn giao thông, bà Nguyễn Thị Lai không thể cầm được nước mắt. Do nhà nghèo nên anh Trần Văn Chiến không thể học đại học mà phụ bố mẹ làm nghề cá, học nấu ăn, làm bếp tại các nhà hàng để lấy tiền đỡ đần, bố mẹ nuôi các em ăn học. Sự ra đi đột ngột của cháu trai ở tuổi 22 làm cho cả gia đình và người thân bàng hoàng đau xót. Xuyên chăm chỉ lo lùm em và hiếu thủ với cho mẹ. Cháu chuyến này là cháu tự lập lùm em mà kiếm ít tiền để mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm đi dành để mơ mất cho mẹ dưỡng giờ. Mà không ai là cháu của tôi đã qua đời sớm quá. Thành nó để lại cho mẹ một nỗi rất là đau buồn. Và có cô gì cũng nói là đau buồn cho cháu. Đồng cảm và thấu hiểu nỗi đau mất mát của người thân gia đình khách hàng, lãnh đạo, cán bộ và đội ngũ tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ Đà Nẵng đã nhiều lần đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình khách hàng. Là người trụ cột trong gia đình, phải gánh vác phần lớn trách nhiệm về tài chính, sự ra đi đột ngột của anh Trần Văn Chiến đã để lại nỗi đau và sự mất mát lớn lao cho những người thân ở lại. Mọi thủ tục, hồ sơ giấy tờ đã được Bảo Việt Nhân Thọ Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện nhanh chóng và theo đúng cam kết trong hợp đồng. Công ty tiến hành chi trả số tiền bảo hiểm rủi ro 1 tỷ 050 triệu đồng cho ông Trần Văn Chín. Công ty Bảo Thọ chúng ta, Bảo Việt chúng ta Nhân Thọ là chi trả 1 tỷ 050 triệu đối với công dân là Trần Văn Chiến không may qua đời. Là tôi vì lãnh đạo địa phương đánh giá rất cao về cái trách nhiệm và cái uy tín của công ty đối với khách hàng khi đã ký hợp đồng mua công ty ta, đã giúp cho việc là an sinh công tác xã hội. Anh Trần Văn Chiến ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, bao dự định tương lai cá nhân còn đang dang dở. Nhưng dù không còn được ở bên gia đình, thì anh Ba Chiến cũng đã an lòng. Bởi tình yêu và trách nhiệm của anh vẫn ở lại bên những người anh yêu thương nhất. Số tiền 1 tỷ 050 triệu đồng được Bảo Việt Nhân Thọ chi trả sẽ đỡ đần bố mẹ nuôi em Tư, em Năm ăn học, khôn lớn trưởng thành. Có thể một ngày nào đó, khi rủi ro bất ngờ ập tới, Bảo hiểm Nhân Thọ sẽ chăm lo cho những người thân yêu ở lại, để dù phải đi tới một nơi rất xa, chúng ta vẫn có thể an lòng.